Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách móc mũ Wintergare dáng mũ cho phẳng. Chiếc mũ này rất là, nói chung là đang gây bão trên cộng đồng. Từ khi mình ra chiếc mũ này, mặc dù mình là người móc sau, thế nhưng nó đã rất là được nhiều người yêu thích. Đây hình dáng chiếc mũ mình làm hôm qua, nó là cái chiếc chóp mũ phẳng. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn móc chiếc mũ này vừa giống như chiếc mũ ngày hôm qua mình học, mình móc. Nó rơi vào vòng đầu 51 cm cho bé từ 3 đến 5 tuổi, thì tùy kích thước các loại đầu của bé. Thì chiếc mũ này nó rơi vào kích thước chung. Nếu như bạn nào muốn móc nhỏ hơn thì chúng ta bớt ít hàng đi, còn móc cho người lớn thì chúng ta có thể tăng tiền thêm vài hàng nữa là được thôi. Và bây giờ chúng ta cần chuẩn bị bài học như sau. Chúng ta sẽ cần, có nghĩa nếu mà mũ người lớn sẽ rơi vào tầm 1,5 cuộn. Thế nhưng mà mũ của em bé 5 tuổi này nó rơi vào khoảng hơn 1 cuộn một chút. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị 2 cuộn, 2 cuộn thôi cùng màu. Bạn nào có kim móc bộ Knorvel, các bạn sử dụng kim 3.0, tay móc bình thường. Bạn nào có kim có cán hai đầu, kim loại 3-4 mà cán nhựa ấy, thì các bạn móc đầu 4, móc đầu 3 nó sẽ bị tuột sợi. Kim vàng 2 đầu 3-4 các bạn móc đầu 3. Ở đây kim tunic của mình nó size to hơn các kích thước kim khác, mình sử dụng đầu 2,5 mm. Và cần chuẩn bị thêm là cước nẹp này. Chúng ta nẹp ngoài cùng, chiếc mũ nào chúng ta cũng vẫn phải nẹp thì nhìn cái khuôn vành nó mới được tròn được. Duy băng các bạn có duy băng vải thì chúng ta dùng duy băng vải. Duy băng da thì nhìn nó sang hơn. Đó, các bạn cần chuẩn bị như vậy. Và cần chuẩn bị thêm một cái khuy đánh dấu. Một chiếc thôi để dành cho các bạn móc cho chính xác. Mình móc thì không cần đánh dấu bao giờ đâu, nhưng mà khi dạy cho các bạn đánh dấu và các bạn phải khóa chặt vào, không nó mà đánh rơi mất thì tuột mất thì lại khó xác định được điểm của mỗi vòng chúng ta móc. Bây giờ chúng ta vào bài luôn. Nếu mà bạn nào đã móc các mũ tròn thạo rồi thì mũ này thì chắc chỉ cần nghe qua là chúng ta có thể làm được thôi, rất là dễ, không khó như các cái mũ kia. Nói chung đã mũ thì là mũ nào cũng dễ và móc nhanh, không cầu kỳ như các ví. Bây giờ chúng ta sẽ vào là gây đây. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Tay các bạn móc bình thường nhé. Đây. Các bạn khóa mũi này vào. Bắt đầu gây 8 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta vào đoạn 1. Đây, các bạn thít dây, gỡ dây ra. Tay thít thật chặt. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái mũi đầu tiên này này. Mũi đầu thì nó sẽ hơi khó. Ở bài này chúng ta cũng vẫn móc như các mũ khác, không dùng mũi trượt mà móc xoắn ốc xung quanh. Đây. Các bạn móc một mũi vào đây này. Ở hàng số 2 này các bạn móc là hai mũi vào một chân, có nghĩa là hàng đầu tiên là 8 mũi này, hàng 2 là 16 mũi, mỗi chân 2 mũi. Từ điểm này các bạn dùng cái đánh dấu đánh vào đây cho mình. Đây, đánh dấu vào đây để báo hiệu nó sang vòng thứ hai. Tiếp tục mỗi chân 2 mũi. 1 2 1 2 đang được 2. Đang được này 2 4 6 rồi. 7 này. 8 9 10 11 12 13 14
15 và 16 mũi. Đây các bạn đã nhìn thấy, chúng ta phải thít tay thật chặt như thế này, nó khít. Thì chiếc cho mũi nhìn tổng thể xuống nó được phẳng mềm mịn, đủ 16 mũi kết thúc hàng số 2. Hàng số 3 các bạn tháo cái khuy đánh dấu này ra. Tháo khuy đánh dấu ra. Móc vào đây, bắt đầu sang hàng thứ 3 nhé. Móc vào đây một mũi này. Dùng cái đánh dấu luôn vào đây. Khóa chặt vào. Nhiều bạn đánh rơi dấu không xác định được là hàng số mấy. Đã được một mũi rồi nhá. Hai mũi và à đâu? Một mũi rồi các bạn nhìn nhá. Ở hàng số 3 này các bạn sẽ móc cách 1 thêm 1 cho mình. Đang được một mũi. Móc vào chân kế bên. Thêm 1. Tiếp tục. Cách 1, một mũi này. Thêm 1 này. Đó. Cứ như vậy cho đến hết vòng. Cách 1 này. Thêm 1 vào đây. 1. Thêm 1. 1. Thêm 1. Các bạn chú ý rằng tất cả các vòng mỗi sau khi kết thúc một vòng phải đếm rõ đủ 8 vị trí thêm mũi. Tính từ điểm đánh dấu xung quanh vòng tròn của mỗi một vòng. Cứ cách 1 thêm 1 cho đến hết vòng. Bài này mình không dạy chi tiết nhiều bởi vì là các bạn đã làm được rất là nhiều các bài khác rồi. Quay để cho các bạn hình dung được cái chóp thôi. Và cái phần thân nó tương đối dễ. Chỉ việc móc thẳng. Đây. Tiếp tục. Cách 1 này. Đây. Thêm 1. Các bạn móc chú ý nhìn thấy cái điểm thêm 1 ở cuối cùng đây mới là đúng nhá. Ở cái hàng số 3 này này. Tại vì đây đã là một mũi và một chân rồi. Ở cái chỗ điểm đánh dấu này này. Sau đó đây là thêm 1 mà. Đây các bạn cùng đếm. Bắt đầu nhá. Nhìn này. Một trụ này. Hai này. Ba này. Bắt đầu đếm lại này. Một này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Và tám. Điểm cuối cùng. Kết thúc hàng số 3. Ở hàng này, hàng tiếp theo sẽ là cách 2 thêm 1. Thì chúng ta lại tháo cái đánh dấu ra. Một. Hai. Xin lỗi các bạn, mình móc một mũi thôi đã để cho các bạn hình dung ra dễ. Sau đó chúng ta sẽ phải khóa cái đánh dấu này lại. Đây. Một nhé. Hai. Hai này. Các bạn chú ý này. Cái hai thêm một, chúng ta thêm vào đỉnh giữa của nó đây này. Chỗ ở phần dưới này này. Cứ như vậy cho đến hết vòng. Một. Hai. Các bạn thêm 1. Đấy. Cách 2 thêm 1 cho đến hết vòng. Thêm vào đỉnh và giữa của hàng dưới này này. 1. 2. Một. Hai. Thêm 1. 1. 2. Thêm 1. 1. 2. Thêm 1. 1. 2. Các bạn thêm 1 vào đây. Một, hai. Đây, điểm cuối cùng bao giờ của cái cạnh cái đánh dấu này này, các bạn thêm 1 vào đây. Và điểm cuối cùng, như vậy nó đã sẽ đủ 8 vị trí thêm mũi. Các bạn đếm lại cho mình. Như vậy, mình kết thúc hàng số 4. Sang hàng số 5, các bạn tháo cái đánh dấu ra. Tiếp tục, cách 3 thêm 1 tương tự. Đây đang được 1 mũi rồi, đánh dấu vào. Nói chung là móc sẽ rất là nhanh. Nếu mà các bạn hiểu bản chất nó rất là dễ thôi. Một này. Hai.
2 này, 3 này, thêm 1 này. Tiếp tục. 1, 2, 3, thêm 1. Tiếp tục. 1, 2, 3, thêm 1 vào đây. 1, 2, 3, các bạn thêm 1 vào. 1, 2, 3 và thêm 1. Chúng ta chỉ cần chú ý điểm đầu và điểm cuối thôi, bởi vì các cái hàng này nó tương tự giống nhau. 1, 2, 3, thêm 1. 1, 2, 3, thêm 1. 1, 2, 3. Các bạn chú ý lại đến điểm xuất hiện là cái đánh dấu cuối cùng, nó chính là thêm 1 vào điểm cuối cùng. Đó đã là kết thúc của một hàng. Chúng ta kết thúc hàng số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, kết thúc hàng số 5. Nhìn cái điểm đánh dấu đó đã báo hiệu sang hàng khác rồi. Từ đây chúng ta sẽ phải đếm lại. Đây các bạn, bỏ cái đánh dấu này sang một bên này. Bắt đầu đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một vòng có đủ 8 vị trí thêm mũi. Đấy. Đi đến điểm đánh dấu này các bạn sẽ dừng lại cho mình nhé. Để mình kết thúc cái đoạn 1 này tại đây.